Ngày cuối cùng nhận cây nhưng mà cũng được bonsai chính hiệu và một số anh em ủng hộ Hội Sinh vật cảnh xã nhà. Nói chung là với những tác phẩm mà các anh vừa đưa đi đây, triển lãm ở xa về thì hôm nay cũng được trưng bày tại sân của Ủy ban nhân dân xã Nga Liên. Đấy. Bonsai chính hiệu cũng ủng hộ anh em hội là 3 tác phẩm. Giữ nguyên quay cái hình ảnh này đây các em hiểu rồi. Đây em nhìn ra đây chụp cái ảnh nào. Đấy, nhiệt tình đến mức độ như thế này cơ mà. Ok. Và đại học lượng tàu 600.000 đấy. Chụp chụp cái ảnh nha, chụp nha. Rồi cứ giữ im vậy một phút nữa. Được rồi. Quá đẹp. Bao tiền cái củ đây anh hiểu? À. Mà hiếm đấy nhỉ. Chơi nó khác khác người tí. Nó nhiều thân mà. Nó nhiều thân. Anh nhường cho anh nhá. Anh hiểu thì vừa đi triển lãm ngoài Bắc Linh về đấy. Cây xanh mà lại giáng tùng à, hay là dăm thì trước đó thì Trung Môn Sai cũng đã chia sẻ cái này rất nhiều rồi à, cắt giật lên tận đầu cành đây nhé. Và được rất nhiều anh em yêu cây cảnh trong ngoài nước đã biết được cái tác phẩm của anh Hiệu rồi à, ngày xưa mà nhớ là cháu Đạt cháu có cắt những cái cảnh này cháu dâm đúng không? Cái gọi là cái dăm đi. Cái hôm mình đang cắt đàn lên là nó lấy chổi nó quét dầm về nó ươm. 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 Cũng không được nhiều à? Bởi vì là ươm dưới cái giàn lan ấy, mỗi lần tưới vào đó nó. Người thì bảo lá móng, người thì bảo lá hạt nhưng chanh hạt, nhưng mà nếu mà ai mới chơi cây thì không thể biết được cái lá chất liệu này. Chắc là cứ để cái đấy cũng được đúng không? Để cái cạc nó cho đẹp đúng không? Cái cạc với dĩ không quan trọng đâu. Không nếu mà... nếu do yêu cầu thì chúng tôi vẫn thay cạc, nhưng mà cạc rơi không đẹp như cạc này. Quá đẹp. À vậy là mất tượng à? Đi chơi vậy thì cũng còn rất nhiều những tác phẩm đẹp nữa mà ban tổ chức do là cái thời gian nó gấp rút nên là cũng không đưa ra hết được, đặc biệt một số vườn gồm một số anh em trẻ Nga Sơn đây. Đấy, nên là cũng rất mong là anh em gần xa là cũng đấy, cảm nhận được thôi. Để trong một cái kỳ này thì nói là anh em chúng tôi cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi, chỉ có vài ngày thôi đấy, cũng đã cố gắng hoàn thành những cái hạng mục này, đặc biệt là những cái tác phẩm đưa về đây đấy. Ngày mai thì Trung Môn Sai cũng sẽ truyền tải từ từ chi tiết các tác phẩm ở đây.
nắng quá nên nhìn cây cối đẹp đây. Đây là một trong những tác phẩm của Đa Phủ Hồng này. Cây rất là già, nhũn cây rồi. Đa Phủ Hồng đưa đến triển lãm này ba tác phẩm đó. Đấy, hai trực một dáng nàng, đây cũng là trực dáng nàng nhưng mà số điện thoại của Đa Phủ Hồng nhé, 0977845770. Đấy, có những cây thì đầu giờ chiều thì các anh mới đưa đến được, nhưng mà có một vài tác phẩm như của ông Vũ Mạnh Hà đây. Đấy, kỳ tới này thì Trung Quân Sai cũng sẽ chia sẻ từng tác phẩm một. Cũng rất mong anh em là dù như thế nào thì ta cũng cảm nhận thôi. Đấy, có những cây nó già như này lu, nói là không còn gì để mà nói hết được. Không, quá đẹp rồi. Đấy, cũng được trang trí phải nói là quá là tuyệt vời. Chương trình thì cũng đã được 90% rồi. Đấy, cũng rất mong anh em nào mà sắp xếp thời gian sớm nhất ta có thể là về trực tiếp Ủy ban nhân dân xã Ngân Yên đây cùng chung vui với hội nhé. Một trong những cái buổi khai xuân chắc có lẽ là cũng cực kỳ ý nghĩa với hội cá nhân hội sinh cảnh xã Ngân Yên cũng như là anh em Nga Sơn nhé. Thế luôn à? Thế luôn à? Thôi, tất cả anh em nhé. Hôm sau gặp. Nói này chưa lúc nào mà Ủy ban nhân dân xã Ngân Yên có những người mà ngay mùng gây sắp đến mùng 8 tháng 3 rồi đây này. Các anh đang lấy điểm cho các bà ở nhà biết là dù đến có đến công sở hay không đến công sở thì các anh cũng là những người rất là tần tảo. Đó, nhưng cái việc quét nước hoặc là về nhà mà cây cối nó mà bụi quá anh thử nhận không? Ta nhảy luôn ta quét ngay. Đó. Nó là rất là ok, điểm 10 cho chất lượng. Ha ha ha.